Bếp từ Kitin, an toàn, tiết kiệm. Được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bếp từ Kitin là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời. Chỉ với 1.500 đồng có thể nấu ăn một bữa cho gia đình 4 người. Sản phẩm được bảo hành đổi mới lên tới 2 năm, kho vật tư thay thế lên tới 10 năm. Kitin tự hào là nhà tài trợ chính cho công tác xúc tiến xuất khẩu và hội nhập Việt Nam châu Âu cùng Tổng cục Hải quan EVFTA. Bếp từ Kitin, người Nhật tin dùng. Truy cập ngay website kitin.vn hoặc liên hệ hotline 1900 633 550 để đặt mua hoặc tư vấn chi tiết về sản phẩm. Hồi sinh một nhà hàng từ tàn tro chỉ trong một ngày, cách xử lý thần kỳ của ông chủ Khói Garden. 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9, Thuận Nguyễn, chủ nhà hàng Khói ở Đà Nẵng nhận được tin nhà hàng của mình đã bị cháy rụi, trong khi mới khai trương chỉ đúng một ngày sau 2 tháng nằm im vì đại dịch. Tuy nhiên, nhờ networking tốt cộng với suy nghĩ, nằm tiếp đồng nghĩa với chết, startup này đã thành công hồi sinh nhà hàng chỉ trong một ngày. Trong những ngày gần đây, không ít người Đà Nẵng khi gặp gỡ lại kể cho nhau nghe câu chuyện về Khói như là minh chứng cho câu nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, cũng như cách đối mặt và giải quyết vấn đề vô cùng thần kỳ của nhân vật chính trong câu chuyện, anh Thuận Nguyễn, ông chủ nhà hàng Khói. Về cơ bản, có thể nói Khói Garden là một đứa con không được may mắn của anh Thuận Nguyễn. Cách đây hơn 2 tháng, sau khi hoàn tất mọi thứ xây dựng, thiết kế, setup trong quán, chuẩn bị lên kế hoạch khai trương, thì làn sóng Covid-19 thứ 2 ập đến Đà Nẵng. Vậy là nhà hàng của anh không thể ra mắt. Rồi đến giữa tháng 9 năm 2020, sau khi chính quyền Đà Nẵng cho phép các hàng quán hoạt động trở lại, anh Thuận Nguyễn cùng nhân viên của mình bắt đầu đến sửa sang lại quán nhằm chính thức khai trương. Ngày 23 tháng 9, Khói Garden ra mắt thực khách Đà Nẵng sau rất nhiều tháng chờ đợi. Tuy nhiên, một sự cố không may lại ập đến. Anh Thuận Nguyễn hồi tưởng. 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9, mình nhận được cuộc gọi của anh em báo là Khói đã bị cháy do sự cố chập điện. May mắn là không có thiệt hại về người, song hơn 80% cơ sở vật chất bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong quán chỉ trơ lại cái khung, mình đã rất sốc. Tim mình đập mạnh liên hồi, huyết áp tăng, tai ù và cảm thấy hơi choáng. Mất tầm vài phút thì mình mới trấn tĩnh lại, vào nhà tắm đánh răng. Tim thì đập nhanh nhưng tay cố gắng chạy răng chậm, cảm nhận độ cay của kem đánh răng trong miệng và giữ nhịp thở đều lại. Lúc đó, mình không ngừng tự nhủ với bản thân phải cố giữ bình tĩnh. Nếu mình hoảng loạn thì tất cả mọi thứ gây dựng mấy tháng trời sẽ sụp đổ. Quán thì có thể xây lại, nhưng niềm tin của mọi người mất rồi thì khó lấy lại lắm. Chưa hết, khi thông tin Khói Garden cháy, kèm hình ảnh tan hoang sẽ tạo cảm xúc xấu tới mọi người. Khách hàng sẽ không còn thiện cảm với quán, thay vào đấy là cảm giác tiêu cực. Điều này thật sự rất tệ. Ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh, mình nhanh chóng set up một cuộc họp với tất cả nhân viên, thống nhất tinh thần chung là sẽ xử lý khủng hoảng bằng cách không giống ai. Chúng ta phải tìm mọi cách để thay đổi số phận. Chúng ta đã phải ngủ đông 2 tháng dịch rồi, giờ nằm im tiếp thì đồng nghĩa với chết. Yếu tố quyết định trận đánh này, thành công hay thất bại nằm ở chỗ tốc độ khắc phục sự cố và mở cửa trở lại đón khách như bình thường. Rất may mắn là mình đã có được một đội nhóm luôn xem Khói là nhà và luôn hừng hực tinh thần cống hiến. Ngoài ra, anh Thuận Nguyễn cũng tự nhận rằng anh sinh ra và lớn lên đã quen với khó khăn, cực khổ và với kinh nghiệm 11 năm làm ngành giải trí về đêm cùng F&B, anh biết mình cần phải làm gì để khắc phục sự cố nghiêm trọng này. Và quan trọng hơn, anh biết đội nhóm của mình có thể làm được gì. Vì vậy anh rất tự tin. Nên sau khi xác định được phương hướng giải quyết, anh đã lập tức thông báo trên fanpage, tối nay Khói vẫn hoạt động bình thường. Anh còn xác định đây là quyết định sống còn, là cuộc chiến với số phận. Có thể nhiều người gặp phải việc xui xẻo này sẽ ngồi xuống và rên rỉ, vật vã oán trách số phận. Nhưng tính cách và cá tính của anh thôi thúc anh không chấp nhận sự an bài của số phận. Điều gì không thể giết mình sẽ giúp mình mạnh hơn. Anh không cho phép mình nói không thể. Nguyên tắc của anh khi khắc phục sự cố là cái gì mình không có và không thể làm thì đi mượn, đi thuê và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cùng đối tác. Rất may mắn các anh em nhân sự ở Khói và các quán khác đều chung tay giúp đỡ. Cụ thể, bàn ghế thì anh mượn từ anh Hoàng, Thái Market, loa thì mượn bên Sonic Karaoke. Các máy tính tiền bị cháy hết nên nhân sự tạm tính thủ công. Sân khấu, màn hình LED, thiết bị DJ thì đi thuê tạm. Cây xanh cháy sạch thì nhổ lên rồi mua nhanh về trồng lại. Còn đoạn khó nhất chắc là setup lại âm thanh bằng phần mềm chuyên dụng. Do không ai là người của anh có kiến thức về lĩnh vực đó, đành sử dụng TeamView với team ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh còn chia nhỏ công việc cho từng bộ phận, tránh dẫm chân lên nhau để rối việc, ra soát lại những thứ còn sử dụng được, bổ sung thêm những thứ còn thiếu. Anh Thuận Nguyễn chia sẻ thêm,
Từ 12 giờ trưa sau khi được công an dỡ phong tỏa hiện trường, tới 6 giờ tối là khói lại gần như đầy đủ cơ sở vật chất để đón khách. Từ hình ảnh điêu tàn, đổ nát trong vòng vài tiếng ít ỏi, tim của mình vẫn có thể biến nó trở thành như mới, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Bởi lẽ, lúc đầu không ít người nghĩ phương án chữa cháy này rất khó thành công, nếu không nói là bất khả thi bởi thời gian quá hạn hẹp. Trên mạng thì còn có người chế giễu, khói bằng với lửa cháy. Rõ ràng là một cái tên đen đủi. Nhưng tìm khói Garden đã cho mọi người thấy rằng, không có lửa thì làm sao có khói. Việc nhà hàng bị cháy là xui xẻo nhất thời, chứ không phải là điềm báo hay sự an bài của số phận. Bên cạnh đó, anh nói rằng, qua chuyện này anh càng tin vào luật nhân quả, bởi rất nhiều sự giúp đỡ, lời động viên và sự hết lòng ủng hộ của bạn bè, khách hàng mà anh và khói Garden nhận được đến từ F&B Tute, Đà Nẵng Kitchen. F&B Tute, Đà Nẵng Kitchen là dự án được thành lập bởi rất nhiều chủ doanh nghiệp, quản lý trong ngành F&B tại Đà Nẵng. Hàng ngày cung cấp các suất ăn tới các bệnh viện, khu cách ly và những người bị kẹt lại thành phố vì đại dịch. Lúc đó, dù chưa mở cửa nhưng trong 25 ngày, khói đã gửi đi hơn 14.000 suất ăn, góp sức với F&B Tute, Đà Nẵng Kitchen, cùng thành phố đoàn kết chống dịch Covid-19. Theo tuquoc.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.